đây nhá. Đây là điện sống nha các bác nhá. Đây các bác, ok hết rồi. Một bóng, hai bóng. Ở trong nhà thì có hai bóng, trong buồng này có một bóng. Đây, trong buồng này một bóng. Đấy, cũng rất là sáng, ok. Xin mến chào quý khán giả cùng toàn thể quý cô bác anh chị. Chào mừng quý vị tiếp tục quay trở lại với kênh của Tuyên. Hôm nay thì Tuyên cùng với em Xá đang ở nhà em Xá và chuẩn bị hai anh em sẽ lắp điện một thời gian nghỉ ngơi, di chuyển từ huyện lên đây. Hiện tại bây giờ là khoảng vào 2 rưỡi chiều rồi. Anh em bây giờ sẽ tức tốc làm nhanh, gọn và đảm bảo an toàn. Anh sẽ phải di chuyển quay về. Vâng. Trong ngày hôm nay thì anh em mình sẽ lắp điện, bao gồm điện và nước. Vâng. Đấy, Thành thì mượn dây về rồi. Một ngày mới cho Tuyên gửi lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể cô bác anh chị và quý khán giả đang xem video. Chúc các bác một ngày mới thật nhiều bình an, hạnh phúc và mạnh khỏe. Em Xá chào các bác đi. Chào tất cả các bác, các cô, các chú và các anh, các chị và các mạnh phòng quan mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc mọi người là an lành mạnh. Thành chào các bác đi. Cháu chào các ông, các bà. Chào các bà. Cùng các bác, các chú. Cùng. Các bác, các chú. Cùng các bác, các chú. Được rồi, đi vào nhà đi. Ba bố con mình sẽ hỗ trợ nhau để lắp các bác. Điện này không biết là đủ khỏe để có thể lắp được hay không. Bây giờ như này nhá. Cái bảng điện thì anh em mình khả năng là sẽ để khu vực này. Vâng. Để khu vực này. Vâng. À đâu, đợt trước là anh em tính để bảng điện ở đây chứ. Vâng. Để bảng điện ở đây thì cái dây điện nó sẽ đi theo cái lỗ ngoài này để ra phần bếp. Vâng, vâng. Nhá, vâng. Lắp điện ở đây. Vâng, để anh... Sau đó tạm thời là anh em mình sẽ luôn cái dây tổng kia về sang bên này. Vâng ạ. Dây này thì khá là nguy hiểm nên là cố gắng làm sao để đấu được mới là vấn đề này. Nếu mà không đấu được thì anh em mình sẽ câu một cái ổ cắm như thế này. Vâng. Câu một ổ cắm như thế này thì chạy sang cái bảng điện bên này. Vâng. Để nó cấp điện vào cái tổng đã. Vâng vâng. Xá hộ anh đi. Vâng ạ. Cái này là phòng ngủ. Phòng ngủ thì em để sang phòng ngủ đi. Vâng. Tí nó dễ tìm. Vâng. Cái này là cứ lắp công tác đã các bác ạ. Sai. Dạ. Có cái ghế nào không? Có cái ghế kiểu chắc chắc một tí để anh đứng lên anh khoan ấy. Vâng. Thử cái này xem có được không? Không đứng được đâu, cái đấy còn máy khoan nữa. Còn máy khoan nữa, đứng đấy là cái này vỡ ngay. Vâng, vâng. Em tìm cái khác. Vâng, để em đi tìm cái ghế gỗ cho nó động. Ừ. Sai. Dạ. Tìm mượn cho anh một cái vít à? Tu vít. Vâng vâng. Thanh. Có cái đinh nào đâu? Đây đi đâu rồi? Cái ống vít thì các bác ạ. Không ổn lắm. Này thấp quá. Cao quá thì sợ em Xá cũng không với tới được các bác ạ. Vừa tầm thôi.
thầy. Thanh, kéo dây bên, sang bên này cho bác. Thế? Thế? Ông một của sáng khai trong ở thì dễ như bây giờ tỏa học cái ý luôn. Hả? Bộ xe xe. Cho tỏa phép thanh này. Hả? Sáng khai tỏa trong này, ở của sáng khai trong. Quay xa xa một tí. Để thấp hay để cao? Xa. Tầm này vừa chưa? Em muốn thớt thì để. Mấy khoan này khó lắm. Không sắc. Cái mũi khoan này nó cùn thế nhỉ? Ừ, nóng. Nóng rồi. Mũi khoan này cùn quá. Này khoan lâu lắm. Vâng. Là chỉnh cái này này à, mình đang không chỉnh đúng. Đúng rồi. Em lấy cái nở cho anh tí. Vâng vâng. Kìa, lấy cái lọ kia. Vâng vâng vâng. Đây 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 à. Lọ trên ghế nữa. Đúng rồi, đấy vì cái ghế này em
Đâu anh? Đây, lúa nào cũng được, mày cứ đút lên là được. Vâng, vâng. Đấy nhá. Để chưa? Một giây nữa. Vâng, vâng. Ok. Hết chưa? Chưa chưa anh ạ. Sao nó lại buộc vào nhau rồi? Gỡ nó ra xem nào. À. Đây nó lại buộc vào nhau. Từ từ nhé. Anh kéo đấy, kéo đấy. Được chưa? Rồi rồi. Hết chưa? Chưa anh ạ. Cái dây đỏ kia là anh kéo tí nữa. Hết chưa? Rồi căn rồi, căn rồi.
Đây là nguồn điện có sẵn các bác ạ. Do vậy là bây giờ anh em sẽ mạo hiểm một phen. Thì sẽ đấu cái điện này, điện sống. Đấu điện sống. Thử xem như nào. Hy vọng là ổn chứ ạ. Đây là điện sống nha các bác nhé. Không được đâu sao ơi. Dạ. Đéo được. Có điện à? Có điện đấy. Anh đừng lấy cái máy bán xong nào. Tôi viết đấy. Ờ, lấy mic bạn thôi. Đéo được. Tê hết người. À, anh mày liều thử xem nào. Xem có ổn. Vặn từng dây ra một. Vâng. Không, dây bên đấy thì nó là dây mát. Vậy phải... Thọc. Xong rồi lấy cái băng dính quấn vào luôn cơ. Đúng rồi. Từ từ nhé. Từ từ nhá. Để quấn dây này nhá. Vâng. Đừng tháo ra vô. Sau một thời gian hiểu thì điện bây giờ cũng đã tạm thời được ổn định rồi. Bây giờ là thử xem có ăn không bác nhé. Tại vì là lúc đầu anh em làm thì cũng chưa biết là có ăn được không đâu. Chưa biết là chuẩn hay không đâu. Có rồi anh ạ. Nghe rồi đấy. Chuẩn nhé. Đây các bác. Ok hết rồi. Một bóng, hai bóng. Ở trong nhà thì có hai bóng, trong buồng thì có một bóng.
Đây, trong buồng này một bóng. Đấy, cũng rất là sáng, ok. Đi vào trong buồng này xem. Này thì có một bóng các bác. Đấy, sáng luôn. À, ok nhé. Sáng hết, đi vào nhà bếp xem như nào nhé. Đây là còn nhà bếp không? Nhà bếp và nhà vệ sinh. Đây, cái bóng ở ngoài đấy rất là sáng các bác. Đấy, sáng rồi đây. Đấy, sáng hết rồi. Trong nhà vệ sinh sáng rồi. Ok rồi. Giờ tạm thời là ổn định như thế này rồi. Cơ bản nhà em sáng là cần như thế này bằng này bóng thôi. Thì nó sẽ sáng bao phủ hết cả căn nhà rồi. Đấy, tiết kiệm điện nhé, đó là sử dụng xong không dùng đến thì tắt đi. Chấm nhà như thế thôi, không dùng đến thì tắt đi. Đó. Bây giờ anh dạy qua em một tí nhé. Ví dụ em muốn muốn ngắt tổng hết thì em sẽ ngắt ở đây. Hiểu không? Ví dụ em muốn ngắt phòng khách thì em chỉ ngắt đây thôi, thì cái này vẫn bật bình thường. Cái này là nguồn tổng nhé. Cái này là nguồn tổng tất cả các bóng đèn, tất cả dây điện, tất cả điện trong nhà luôn. Ví dụ có vấn đề gì là em chỉ cần chạy dập cái này là nó hết luôn. Vâng. Hiểu không? Bây giờ là em có bật nó không lên này. Không lên luôn. Vâng. Thì em chỉ bật cái này lên là nó sẽ lên. Vâng. Đấy, bây giờ em chỉ cần bật công tắc vào đây là. Vâng. Đấy. Thế là lên rồi. Vâng. Thế thôi. Vâng. Nó đơn giản lắm mà. Không có gì phức tạp đâu, cơ bản là em phải hiểu về nó. Là biết về nó. Ví dụ trường hợp mà đang dùng mà nó có chập cháy chỗ nào thì em chạy về em phải ngắt cái này đi. Vâng. Là hết. Vâng. Thì mình sẽ xử lý được chỗ kia, điện nó không còn truyền vào chỗ kia nữa. Vâng. Tất cả những cái dây điện cũ của nhà này thì em dỡ bỏ đi. Nói chung là không cần dùng đến rồi mình vứt đi thôi. Vâng. Có lẽ là hôm nay thì anh em cái thức phim này có nhiều hơi dài một chút các bác ạ. Em mong quý khán giả và cô bác anh chị xem thì thông cảm. Ở đây thì nó hơi dần dà một tí, nhìn nó hơi phức tạp một tí, nhưng mà bởi vì nó là nguồn tổng, nhà em xá thì Tuyên cũng cố giấu hết tất cả dây điện đi, cố gắng giấu hết. Tuy nhiên thì ở cái đoạn này thì không thể tránh được. Muốn là cho cái này vào để kẹp thành một cái nẹp vào đây, nẹp vào cái chỗ này, nhưng mà cái đoạn dây này nó không có tới thì bắt buộc mình phải nối thêm một cái dây này đi. Còn cái dây này là dây tổng từ ngoài đường vào đây thì không có sửa được các bác. Là nhìn nó hơi chối một tí, nhưng mà thôi, ở trong cái góc tối như thế này thì cũng không mấy ai để ý đâu. Hai cái ổ cắm này vẫn dùng được rồi. Dùng thoải mái, tất cả các ổ cắm đều dùng ok hết. Vâng, vâng. Ở cái ổ này thì khả năng là bỏ đi thôi. Vâng, để chiều anh sẽ vít ra xong rồi bỏ. Cái này hình như ai đóng đinh vào hay như nào đấy. Trước là em nhiều bà con là cái đinh bê tông đúng không ạ? Nhỏ ra, không cần, cái bảng này là bây giờ không dùng đến. Vâng. Cho nên để phẳng, ví dụ sau này mà có điều kiện mình không may mình giàu lên ấy, hiểu không? Thì sẽ làm một cái bức tranh ở đây. Bức tranh 3D ở đây rất đẹp. Mà nó đẹp luôn. Nhìn vào nhà thì sáng luôn. Bức tranh 3D ở đây cực kỳ đẹp. Hoặc là mình treo những cái giấy tờ bằng khen các con đi học này, thì mình treo ở đây này thì để làm kỷ niệm chẳng hạn. Hoặc là những bức ảnh mình đi đâu đó chụp về thì làm kỷ niệm chẳng hạn. Thế mình treo ở đây. Đấy nhá. Lời cuối cùng thì cho Tuyên gửi lời cảm ơn tới anh Vũ Thanh Phong, một người đã giúp đỡ cho hai anh em rất nhiều trong thời gian vừa qua. Hy vọng là thức phim này của Tuyên cũng sẽ đem đầy đủ nội dung gửi đến quý khán giả. Hy vọng là các bác cũng sẽ hiểu hơn về cuộc sống của em Xá. Đấy, từ lúc đầu làm đến giờ thì em Xá cũng hỗ trợ Tuyên rất là nhiều. Tuy rằng là em tàn tật, nhưng mà bản thân em giúp đỡ Tuyên rất nhiều. Tuyên cũng rất là cảm ơn anh Vũ Thanh Phong đã hỗ trợ và cũng trao món quà đặc biệt gửi đến cho em Xá. Cảm ơn anh Vũ Thanh Phong và anh cũng chúc mừng Xá. Vâng. Và hôm nay nhá, trách nhiệm của anh là đã làm cho em một cái căn nhà. Vâng. Đấy, với cái số tiền của các mạnh thường quân, và một món quà đặc biệt cuối cùng đó là món quà về điện. Vâng. Thì anh cũng đã làm đầy đủ cho em. Vâng. Thì, chúc mừng em nhá. Em cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh có sức khỏe nhiều, với lại cả gia đình hạnh phúc và cảm ơn anh Vũ Thanh Phong rất nhiều, bởi vì anh Phong anh đã đem ra những món quà có ý nghĩa đến để làm cho cái căn nhà của em bóng sáng, có cái bóng sáng. Vâng. Rồi. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả ở những thức phim tiếp theo. Tuyền vẫn sẽ ghi hình về em Xá
Và hy vọng là các bác, các cô, các chú và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm sẽ theo dõi bước chân của hai anh em. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.